Wow, quá căng các bạn ơi. Cá thò chết rồi. Nhanh lên. Hôm nay anh em mình xuống Hà Nội rồi. Hôm nay anh em mình sẽ đi câu cá thi nha. Mình với anh Hải một phê rồi, mấy anh em kia lạc ra Hà Nội lạc lối đó không biết, xíu có xuống nữa không biết nha. Hôm nay là mình với anh Hải một phê, anh Dương chủ quán Dương Dê với lại anh kia một phê nha. Đủ đồ không? Đủ đồ câu không? Thưa thầy mém ơi. Thoải mái đúng không? Giờ tới giờ mẹ vui đúng không anh? Ừ. Hôm nay là chủ yếu cá gì anh? Chủ yếu là cá chép. Cá chép hả? Chép với chấm đen. Em thích cầu cá chấm hơn. À, sát canh này hả? Dân biển mà, chuyên nghiệp nha. Em mà mỗi lần đi săn mà có em mà thường thường nó không có cá mà. Bây giờ em vô phiên hải mà em thắng được cũng là hơi bị lạ luôn á. Cước à, cước nhiều loại cước anh à. Anh Dương chắc cũng hay đi câu, sao con đồ nghề nhiều hả? Đồ nghề đầy đủ luôn mà. Quá đầy đủ luôn. Anh Hải dục cần trước luôn anh ạ. Ê này, cái càng nhỏ câu cá bự được không? Được. Cái này tầm cỡ 3-4 cân là câu tốt. Cái này anh cứ đảm bảo cá 12 cân. 12 cân anh ơi, chuẩn bị. Anh Như ơi, cái càng hơi nhỏ. Không được, đó. Tải 12 cân luôn, không nhỏ đâu. Cần được tải 12 cân đúng không? Anh này, xác em cần cho em luôn anh này, 2 cân luôn. Để anh, Dương đấu đồng nghề luôn. Cái này là cái dây ni lông, Dương còn rút nha. Rồi anh yên tâm, để em xem để kiểu cho anh trước này. Tất cả là của mình, môi của mình hết. Ok. Hôm nay các bạn. Anh em dự đoán nha. Bây giờ anh hỏi em một câu, cái mặt hồ này nước tầm cỡ mấy mét? Mét 8 à. Mét 8 thì đưa anh chọn chép cho. Để em. Này cố lên nha. Mặt 8 này em chọn cho anh mất 2 đi. Mất 2 chém đi. Đây mình gắn chì đúng không anh? Ủa. Để em tâm phao tay một phát nha. Biết mà quá kiểu là. Anh em ơi, khâu trồng mồi nha. Khâu trồng mồi hồi nãy cái biết kiếp đầu tiên là không quay anh em được, tại vì mỗi anh em cầu mỗi cái cách khác nhau. Chuyên cá chép cá trắm nha các bạn. Phi tiêu à? Sao sao? Cái khúc đầu có nhiều cái thực phẩm, cái nước mà thơm cực kỳ thơm luôn, mình thấy con thích luôn á, là không quay được. Khúc này mình mới quay được anh em xem. Ủa cái này như mình trộn cũng như thay thế từ gạo nếp thôi mà, ngâm nước nữa thôi. Thơm không? Thơm lắm á, em còn thích không chỉ con cá. Con cá nó không thích chân là nó hư mũi. Mà bài mùa này để nó tép một chút. Dạ. Mình câu được con cá mình làm cái món mình thấy nó mới ngon được đúng không? Cá quán bán thì nó đâu có ngon bằng mình câu. Yeah. Em không rành nha. Quan trọng ai sát cá hơn là thắng nha. Cứ tính con cá to đầu tiên nhá. Dạ. Con nào to nhất, 4 người con nào to nhất mình thắng. Dạ. Ok không? Con cá đầu tiên là con cá to nhất. Con cá đầu tiên mà phải to nhất. Dạ. Trong 4 người. Rồi ok. Mỗi người con cá đầu tiên mà phải to nhất nha các bạn. Là chắc chắn phải dính luôn ạ. Ngay nè. Dạ. Cầm cái này. Cầm cái đầu phần này. Dạ. Anh ơi, cục mồi em hơi nhỏ, tại vì em bắt cá bự mà cục mồi hơi nhỏ. Thế thôi, anh thì thế thôi. Dạ. Đó, phao đẹp chưa? Dạ, ok anh. Ok. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Nó lên nước kìa. Anh Hải, móc mồi chưa? Anh Dương ơi.
cố lên. Vô phôi nghe em phao nghe các bạn, khi nó có mình thì quay anh em xem. Mình đang thay cả chỗ này, mình ra dính dược kiểu sao. Dạ có em. Wow, những mồi. Ok, anh đang câu bên này. Cái mồi mà để mình rê vào, mình dục cho cá nó những mồi. Hai hôm nay để mình dục cá những mồi nè. Cái màu này đậm hơn anh em thấy không? Để mình cắm câu để nó không tan ăn. Đây là rê. Anh em chờ xíu ai là người thắng cuộc nha. Rê 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 rê. Wow. Có sẻ uống ngang. Đi xe lưới luôn. Wow wow. Bao nhiêu ký nha các bạn? Cầm vợt anh ơi, cầm vợt qua cá bự. Cầm cái vợt qua nè ơi. Cầm cái vợt qua đây. Ổn không? Cầm gì đó xe. Lên rồi anh, lên bờ rồi. Đây có cần quay sướng à. Dễ hơn đúng không? Ủa lên bóng quá trời luôn à. Wow, bự ngang 4-5 kg á. Đó, đại ca lên rồi nè. Wow, con này 4-5 cân thì cái lên đứt dây liền hả? Cao lên rồi xoăn dây. Đó đó đây nè, đứt rồi sướng luôn à. Wow. Chợ đây con muốn 10 mấy cân. Wow. Ui, không đúng mép. Đi rồi hả? Wow. Tiếc dữ ta. Trúng mép rồi à? Đi rồi anh Dương ơi, chưa tính. Anh giữ cái quay nha em chín nó cho. Khá to. Chín luôn. Chín luôn Dương ơi. Cái gì vậy? Để dính bếp nha. Bếp nhiều này là uống nha. Lấy giờ đây. Ôi, căng cước lên nha, căng cước lên. Mè mè á, hình như mè sao á. Anh có cần ảnh hả? Anh hái cầm giờ nè ơi. Cá gì lắm mà thế. Đưa vào. Từ đâu mày lắm. Còn ghê lắm. Ôi, giờ không còn nữa, nghỉ luôn. Không tao lên dưới. Thằng gì thế hả? Em, con của em chín nó luôn. Thầy trời. Cách này hiện ơi. Rồi. Lên làm phát mộng lên luôn. Lên làm phát mộng lên. Từ nó bông ấy. Ê, thấy không? Dẹp cành đi. Đuôi rồi. Con cá nè. Dạ, nè, cầm cá cho em. Con này kia nữa, 3 kg. To lắm. Ở đây, anh gỡ luôn. Cái này cái gì nè? Để chạy. Nên coi thử. Anh Hà thấy em kinh điển không? Hay ha. Em cần người sát cá đó, mà con nó nhảy xuống nước là xong luôn. Lấy chưa hết đây mình nó coi thấy gì ta. Vô bờ đây này. Lỡ nó tung nước không? Không rất được em. Qua nhảy nước nữa hả? Không nhảy được đâu em.
Anh Dương ơi, ngồi làm gì nữa? Rồi, cuốn cầu luôn. Còn nhảy nước anh ơi, còn nhảy nước. Cuốn cầu luôn. Rồi, vô đầu bếp, vô quán luôn. Vô anh. Được không? Dính không? Rồi, cuốn cầu luôn. Dính không anh? Dính rồi. Dính rồi, dính rồi. Anh Hải, chờ căng ký. Chờ căng ký anh Hải ơi. Không, con là ký bự hơn thắng. Ai câu nhiều được thắng mà. Con là ký bự hơn thắng mà. Anh làm đồ. Từ mất chưa ạ? Sò ký ngang. Con này to hơn con em anh Hận. To hơn. Chưa biết. Thấy cái mặt nó. Ôi Dương ơi, dẹp cần ấy, ông ngồi nếu. Ngồi làm gì nữa mọi người. Anh em đó xem con này bự hơn ngang. Nhỏ hơn phải không? Nhỏ hơn. Nhỏ hơn. Anh Hưng, nhỏ hơn rồi. Có đất, có bất, có bất. Cho đi. Cái trôi là cái tắm hả ta? Trôi cái tắm cái nhỏ hơn cái rồi. Vô đi Dương ơi. Được, béo lên cho nó đậu cái bọn mình nó đánh lên mạnh. Nhỏ chắc luôn. Về bên làm bên mình chia này nha. Buôn cần về đi. Buôn cần về đi. Câu gì? Ê, nên nó cho sống được, cho sống là nuôi. Tám cho con nó xuống đi. Cho xuống đây một con. Để anh gửi cho. Ok. Cá hồ này khôn cực kỳ nha. Mình hay quá chứ đừng con. Hồi nãy thả hai con cá trôi. Nó thật sự mình chưa ăn cá trôi lần nào. Thả cá trôi xong mấy anh kia đang làm cá chép mà mình không ăn cá chép. Dính hả? Có rồi. Cá khủng. Vậy là giỏi rồi anh Dương. Con này cái gì? Cá cháo đúng không? Ngon đó. Cá cháo ngọt lắm. Thôi thả nè anh Dương. Vậy là anh cũng giỏi rồi anh Dương ơi. Bắt cá rồi à? Bắt lử luôn. Ồ, cá mự luôn. Mắc luôn rồi Toàn, không cần rồi. Được rồi. Bình tĩnh Toàn, bình tĩnh. Con cá to lắm, còn kéo mày xuống luôn á. Bình tĩnh Toàn, không được tụt. Anh gặp mày quay, mày xuống bắt luôn. Gặp mày quay. Không được hả? Chín lên đó. Em vô đây. Còn nhiều vô đây, nhiều đây để giật. Đừng để xảy nha. Bình tĩnh không? Nó được rồi. Nó gần. Giật, lên giật. Cá. Ôi sao cá hơi bị ghê á. Ok. Coi gà này. Coi này chắc 2 kg không nhiều đâu. Không, nhỏ không chơi được. Tại vì nghe anh có 2 kg rồi. Nhiều đi, hay xui. Dở luôn em. Không, mạnh em không nào ơi. Sao vậy, xe ba lần nữa.
ôi ê ê ê ê ê ê ê ê nhiều ha. Nhiều. Đây to. Thế thôi. Mày, con 2 ở đây. Thấy mày? Thấy rồi. Thấy rồi. Thấy rồi, tao nhẹ tao sáng tới sao có mày. Đúng, tổng đang cũng là một đăng cấp á. Tôi thấy nhiều. Nhiều không rồi. Đâu ra sao? Con này 4 kg rồi. Chiều với tham. Con này 4 cân rồi tổng ơi. Mà sẽ nhiều với tham mà không nhiều rồi. Ê, bây giờ đâu? Giờ. Bây giờ anh có giờ không? Con lớn rồi. Sao giờ cho khỏe nha, mình bắt lên nó mệt tụi nó. Mình bắt lên mình thả thôi. Nghèo luôn. Đâu đây? Quay đây. 4 cân rồi. Con này 4 cân. Con này 4 cân rồi. 4 cân rồi. Là lắm. Lên. Coi đừng mắt tao thôi. Má to. Có căng không em? Em lấy cái căng nhanh đi. Có nhiều. Quá thịt ông này ơi. Quá to luôn. Ê. Ê. Có còn một đứa ra. To lắm, to rồi. Quá to luôn tụi ơi. Cái nếp to. Con này to nhất rồi. Con này 4 cân. Tao thả hồi đi tao. Thả hồi đi. Tao chú vô thả bao nhiêu xe để bán cho khách. Ủa? Con này là cá trê à? Con nheo. Cá nheo khác à? Cá nheo. 3 con 2. Không, cái đuôi chậm đắt kìa. Qua đen cắp luôn. Con này bằng thân là bằng cái đứng. Ủa? Cá nheo khác cái lăng à? Đúng rồi. Ủa, nhiều rồi. Có tiền. Ủa, thả đi. Thôi ơi. Thôi bỏ ra, mang tuân rồi. Thế nhưng mà quá giờ rồi nghe, không thưởng được nghe. Anh em ơi, bây giờ mấy anh em mình tới sân bay rồi. Bây giờ anh em mình bay về Bình Định lại nha các bạn. Ra Hà Nội gặp mấy anh em mấy bữa rất vui. Hàng Hà Nội ngày gặp lại nha. Anh em mình đang ở sân bay Nội Bài nha các bạn. Chào anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều đã yêu quý ủng hộ anh em Sân Dược Vlog mình nha các bạn. Còn đang vẫn không quên đầu dép, điện thoại. Anh em ơi, ghế sân bay Hà Nội. Và để ăn thử một tô phở Hà Nội trong sân bay như thế nào các bạn. Không đói bụng lắm nhưng mà vô ăn cho anh em xem tô phở ở sân bay. Mời anh em ăn. Nam, bò Nam. Một tô 50 ngàn nha các bạn. Khá ổn á. Cứ tưởng sân bay nó bán đồ ăn mắc chứ. Để hấp thử ngon. Tô phở sân bay 50k. Cũng khá ngọt.